Rồi chúng ta nhấn thanh quy á, chọn đúng cái tường thôi. Sau đó chọn thanh quy thì nó sẽ ra cái này là mặt top. Thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái line, chọn là 3D nha, chọn 3D luôn để cho nó bắt trên cao. Nhưng mà phải kiểm tra lại nữa. Thấy không? Nếu chúng ta chọn 3D này thì nó sẽ nằm trên cao. À, còn nếu chọn 2D thì nằm ở dưới cùng. Hiểu không? Đó, như vậy chúng ta xong được cái phần trên này nè. Cái phần trên rồi anh quy tiếp, anh quy lần thứ hai, tại nó chỉ có mỗi cái này thôi. Thì bây giờ chúng ta làm thành cao cho nó, thì bây giờ vẽ thêm hình chữ nhật bên trong rồi nè. Ta sẽ ước lượng khoảng như đây thôi cho nó nhanh. Nè, vô mà. Nè, tức là cái tháng chừng khoảng theo tỷ lệ thôi được rồi. Rồi, thế thì perspective thì nó nằm ở dưới cùng. Bây giờ lên ha, cẩn thận nha, bây giờ lên. Đó như vậy nè. Thì bây giờ cái này nè, ta sẽ vertex là địa điểm chuột phải, chọn attach, attach là nối cái này lại với nhau hết thành một này. Đó. Nối nhớ ngon. Thì khi đó chúng ta chỉ việc là extrude lên thôi. Là nó dày luôn rồi ha. Là nó rộng như vậy luôn rồi ha. Ha, hình dung không? Có này luôn rồi. Nhưng mà hình như là làm hơi nhanh. Là chúng ta mượn này lên để làm cái trường chính nữa. Copy ra ngoài để dành. Để dành. Rồi sau đó mới tới cái này. Hai ôn nha. Rồi cái sàn này chúng ta sẽ dời xuống dưới. Trước tiên là theo chiều move theo chiều Z xuống từ 100 trước và xuống thêm 300 nữa. Trường chính này. À, đó như vậy là đóng lại luôn. Đó, đóng là hết luôn, khỏi thấy luôn. Okay. Đó. Rồi sau khi đóng là hết rồi á, thì chúng ta mới nghĩ tới vấn đề đặt camera để thấy bên trong chứ. Như vậy sao không thấy đường nào được đúng không? Rồi như vậy chúng ta cái bước này là đang là cái bước làm trật thật cao. Sau khi trật thật cao rồi á, chúng ta mới lắp camera. Thì chúng ta qua bên đây đặt một cái camera. Đặt guest camera. View từ ngoài level trước đi đã. Camera xong, nhấn vào cái camera này, nhấn vào phần front và left.
giờ lên theo chiều trục y là 1.000 1.400. Thông thường là camera nó là cái mắt người từ cái sàn á, nó lên trên là tầm 1.400 là được. Rồi sau đó ta nhìn bốn hình chiếu nè, bây giờ xin một cái chọn cái chữ C F3 đó. Đó, camera này nó thấy cái góc nhìn này nè. Thì kế tiếp chúng ta sẽ bật cái clip blend đó, new clip và pha clip. Cái pha clip thì nó ra ngoài này, còn new clip đó, nó phải vượt qua cái rèm luôn thì mới được. Như vậy thật ra thì nếu mà chúng ta chỉ nhìn cái gian bếp thôi á, thì cũng không cần nhìn, tùy theo cái vị trí ta muốn nhìn cái gian bếp không á, chúng ta sẽ dời cái này vô luôn nè, dời cái này vô trong luôn để thấy gian bếp thôi. À, và cái này vẫn bật bật chế độ là show set frame lên, kích vào cái nút camera này nè, chúng ta chọn là show set frame là bật vui an toàn lên. À, thực ra nó chỉ thấy như đây thôi. À, rồi mà mình sẽ tăng cái này chọn set không phải, rồi sau đó mình tăng cái ống kính lên nè. À, đó hình dung không, để chúng ta có góc nhìn nó rộng hơn nè. Thấy có phòng nó rộng không? Phòng thênh thang ấy không? Ok không? Đó. Đó là một cái này. Đó là một cái camera này. Rồi, camera khác. Một camera khác nữa nữa. Chúng ta sẽ lấy nhìn góc nghiêng, nhìn lấy chính camera này nè. Chúng ta copy. Copy sang bên cạnh. Chúng ta có copy camera số 2. Camera này chúng ta nhìn đặt cái góc xéo. Xoay cho nó, giờ giờ cho nó quay bên đây. Đây là C2 đi, đó C2 nè. Đối với cái vị trí này thì không cần cái mặt cách gì cả, không cần cái này, là chúng ta chọn đúng cái camera này, chúng ta tắt cái session plan đi. Tắt cái click menu đi đi. Đó là được rồi, thế nào bên trong này thôi, không cần mặt cách gì cả. View số 2, camera số 2, camera số 1, camera số 2, ok nè, tạo ba cái góc, hai góc nhìn cũng tạm ổn rồi đó. Rồi một góc nhìn khác nó quay về cái phòng khách, rồi phòng khách. Cửa trên V là copy tại chỗ. Sau đó mình sẽ dời một cái đầu. À, và cái này là C3.
thấy cái view này cũng ổn này. Thấy chưa? Đó, chúng ta có cái ba camera còn khá ổn rồi. Nếu nó cẩn thận thêm một camera nó chiếu vô trong này nữa nè. Hết chỗ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lấy hy sinh camera 2. Bây giờ ta làm cái camera số 3. 1 2 3 số 4. Số 4 thì mượn chính cái này. Mà nó quay vòng vòng rồi nè nha, bắt đầu nặng rồi đó. Ctrl V lần nữa. Cái này là camera số 4 đi. À, đây là camera số 4 này. Đây là 1. C1 đi. C1 này. Đây là C2. C3 là C4 đi. Nhưng mà lưu lại. Đó, chúng ta sẽ có bốn bốn cái camera, bốn cái view như vậy, ha, khắp ở phòng. Rồi, đây lưu phim lại.